vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của VOV TV 57.3. Hôm nay là thứ tư, ngày 1 tháng 8 năm 2012. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui. Sau đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định sẽ không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày cáo chung của Assad, tin từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhận định rằng sẽ không bao lâu nữa chính phủ và nội các Bashar al-Assad hoàn toàn bị tan rã và mọi quyền hành điều khiển quốc gia sẽ rơi vào tay người dân Syria. Ông Tayyip nói thêm, nhiều bằng chứng hiển nhiên trước sự gia tăng tấn công quân sự từ chính phủ Syria và phải huy động không quân hỗ trợ đã bày tỏ sự yếu kém mất dần khả năng kiểm soát an ninh tại các thành phố lớn. Dân chúng Syria và Ả Rập Trung Đông chẳng bao lâu nữa sẽ được tự do, chấm dứt một chế độ độc tài đã áp đặt chế độ cai trị kéo dài hơn 4 thế kỷ tại Syria. Máu và nước mắt của dân chúng Syria đã đổ xuống cho nền tự do và dân chủ Hồi giáo. Ông Erdogan tố cáo, không có gì đáng chê trách bằng chính phủ Assad trực tiếp ra lệnh cho quân đội tấn công và giết hại người dân. Đây là điều độc ác nhất cho một chế độ không còn bản tính con người, chỉ biết bắn giết người dân. Và hiển nhiên, sẽ không còn bao lâu nữa, chính quyền Bashar al-Assad sẽ bị thay thế bằng một chính phủ dân chủ Hồi giáo Syria. Ông Tayyip cũng khuyến cáo lực lượng vũ trang người Kurd PKK không nên lợi dụng tình hình bất ổn tại biên giới, tiến hành các cuộc tấn công vũ trang. Quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đáp trả nếu PKK có các hoạt động quân sự đe dọa nền an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ và các nước phương Tây đều liệt kê lực lượng PKK, đều nằm trong danh sách lực lượng khủng bố quốc tế. Kể từ năm 1984, PKK đã có nhiều đợt tấn công khủng bố, giết hại hơn 40.000 người dân. Các căn cứ hoạt động của PKK đều nằm sát biên giới giữa vùng đồi núi phía bắc quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Làn sóng dân chúng Syria tiếp tục di tản ra khỏi khu vực giao tranh quân sự và tiến vào quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ngày một gia tăng, đã tạo ra sự quan ngại về an ninh, có thể có sự xâm nhập và trà trộn nhân sự thuộc lực lượng vũ trang PKK. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì các chương trình cho phép người dân Syria lánh nạn vì chiến tranh. Her girişim, her eylem karşısında kararlı bir duruş sergilemeye, aktif tutum izlemeye. Kính thưa quý vị, Đảng Xã hội tại Quốc hội Pháp thông qua sửa đổi đạo luật gia tăng thuế, tin từ Pháp Quốc. Đảng Xã hội Pháp đang nắm giữ quyền kiểm soát Quốc hội đã thông qua một chương trình gia tăng mức thuế nhằm đáp ứng 7 tỷ euro bị thiếu hụt trong ngân sách điều hành quốc gia. Các chương trình cải tổ kinh tế từ cựu tổng thống Nicolas Sarkozy hoàn toàn bị loại bỏ, thay vào đó, các chương trình gia tăng đánh thuế lợi tức lên giới trung lưu. Quốc hội Pháp đã chấp nhận cho phép thay đổi và gia tăng thuế lên lợi tức cá nhân và bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2012. Tân Tổng thống François Hollande đang điều chỉnh mức độ đánh thuế nhằm đáp ứng tình hình kinh tế khó khăn. Song song đó, cần phải tiến hành các chương trình thắt lưng buộc bụng, đi ngược lại những gì cựu Tổng thống Sarkozy đã từng hứa hẹn với hàng tựa thêm việc thêm tiền. Các chính sách ưu đãi về thuế từ Sarkozy đã hoàn toàn bị bác bỏ và Tổng thống Hollande sẽ áp dụng đạo luật thuế mới. Tổng thống Pháp đang tung ra chiêu bài gia tăng thuế tới giới trung lưu và những giờ làm overtime sẽ đóng thêm thuế. Ông Hollande sử dụng các chiêu bài gia tăng thuế với mục tiêu làm thước đo và thăm dò phản ứng từ người dân trước khi gia tăng các chương trình cải tổ kinh tế khác trong thời gian tới, với những điều kiện bó buộc và khắt khe hơn. Năm ngoái, mức độ thâm thủng tổng sản lượng GDP lên tới 5.2% theo kế hoạch cải tổ kinh tế của ông Hollande. Cuối năm 2012 chỉ còn thâm thủng 4.5% và cuối năm 2013 sẽ giảm xuống chỉ còn 3%. Một quan chức cao cấp Đảng Xã hội, ông Benoît Hamon nói rằng, giới trung lưu và thượng lưu, bao gồm các công ty có lợi nhuận cao, đều phải đóng thêm thuế cho chính phủ. Trước các quyết định gia tăng thuế của Đảng Xã hội, nhiều dân chúng bày tỏ sự vui mừng và tin rằng bầu chọn Tổng thống François Hollande là điều hoàn toàn đúng đắn. Đã từ lâu, Bộ Lao động Pháp đã sửa đổi quy định giờ làm việc trong một tuần, từ 39 giờ xuống còn 35 giờ, và hiện nay, chính phủ đang gắt gao rà xét lại các tiêu chuẩn được hưởng quy chế phúc lợi xã hội. An ninh và cảnh sát St. Petersburg bắt giữ 10 dân chúng biểu tình, tin từ Pháp Quốc. Cảnh sát thành phố ở St. Petersburg vừa bắt giữ 10 nhân sự trong đoàn biểu tình xuống đường nhằm chống lại các chương trình điều hành của chính phủ. Tại Nga, hầu như đã trở thành thông lệ, cứ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, các đảng phái đối lập kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình cho đến khi nào nguyện vọng của người dân được thỏa đáng. Dân chúng biểu tình ngồi xuống ngay giữa đại lộ, làm thành các hàng rào cản, tay giơ cao các khẩu hiệu và hình ảnh phản đối Tổng thống Vladimir Putin.
lực lượng an ninh và cảnh sát thành phố St. Petersburg đã nhiều lần cảnh báo không được chiếm lòng đường, tạo trở ngại giao thông. Cuối cùng, cảnh sát phải sử dụng vũ lực, giải tán đoàn biểu tình và bắt giữ 10 nhân sự. Biểu tình vào ngày cuối cùng của mỗi tháng tại quốc gia Nga đã trở thành phong trào kể từ năm 2009. Hai thành phố lớn thường có các cuộc biểu tình xuống đường, đó là Moscow và St. Petersburg. Hai cuộc bầu cử quan trọng vào cuối năm 2011 và bầu cử tổng thống Nga vào tháng 5 vừa qua đã tạo nên sự bất bình từ dân chúng Nga nhằm phản đối tổng thống Vladimir Putin đã nắm giữ quyền hành quá lâu tại Nga và cần phải thay đổi nhân sự mới. Tổng thống Vladimir Putin hứa hẹn sẽ cải tổ các chương trình phúc lợi tới người dân đã ở tuổi về hưu. Song song đó, cải tổ nội các điều hành chính phủ tại Điện Kremlin cũng là điều cần thiết. Nhưng các đảng phái đối lập đều cho rằng ông Putin chỉ hứa suông, thay vì tập trung vào các kế hoạch cải tổ, ông Putin đã ra lệnh gia tăng đàn áp, bắt bớ tới các phong trào xuống đường biểu tình, bày tỏ bất đồng chính kiến tới chính phủ hiện nay. Lực lượng vũ trang tự do Syria chiến đấu giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo, tin từ Syria. Lực lượng vũ trang tự do Syria vừa tấn công hai trạm cảnh sát tại thành phố Aleppo, đưa đến nhiều cảnh sát bị thương và đưa vào bệnh viện chữa trị. Dân quân bắt giữ nhiều nhân viên cảnh sát làm con tin và nói rằng sẽ đem những cảnh sát này ra xét xử vì đã giết hại dân chúng Syria. Địa điểm xét xử vẫn còn là điều bí mật và vị chánh án đã từng trong vai trò chánh án thành phố Aleppo nay đã đào ngũ và đứng về phía lực lượng vũ trang tự do Syria. Một dân quân tại trạm cảnh sát trả lời tới báo chí địa phương rằng tất cả các phạm nhân bị bắt giữ sẽ được chuyển tới tòa án Sharia. Tại tòa án này, tất cả tùy thuộc vào quyết định của vị chánh án đã gia nhập phong trào đối lập Assad. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại đã nhận được nhiều đơn tố giác dân quân bắt giữ, tra tấn và tử hình các tội phạm mà không bị xét xử. Tình trạng hành quyết không luật lệ càng ngày càng gia tăng từ lực lượng vũ trang đối lập Syria. Liên Hiệp Quốc cảnh báo tới các phong trào đối lập và quân đội chính phủ không được sử dụng bất cứ các hình phạt tra tấn hoặc hành quyết vi phạm đạo luật tù nhân quốc tế. Và nếu nhân sự nào vi phạm, sẽ trở thành tội phạm chiến tranh. Một cảnh sát chính phủ đang bị bắt giữ nói rằng trạm cảnh sát đã đầu hàng trước lời kêu gọi của lực lượng vũ trang đối lập. Chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang tự do tại chiến trường Aleppo nhận định, lực lượng vũ trang đang lớn mạnh, đang giành kiểm soát từng góc đường trong thành phố. Chắc chắn trong ngày mai, toàn bộ thành phố Aleppo sẽ rơi vào vòng kiểm soát của phong trào đối lập Syria. Hiện tượng các chức sắc từ bỏ chế độ Assad quay về phong trào đối lập đang tiếp tục gia tăng, đẩy Tổng thống Bashar al-Assad vào thế bị động vì mất lòng dân. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc gia hạn sự hiện diện quân đội quốc tế tại vùng biên giới Nam Sudan và Sudan. Tin từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa quyết định gia tăng thời hạn lực lượng quân đội quốc tế đang gìn giữ hòa bình tại vùng biên giới giữa hai quốc gia Sudan và Nam Sudan. Quân đội Liên Hiệp Châu Phi được Liên Hiệp Quốc giao phó trọng trách gìn giữ hòa bình. Cả 14 thành viên thường trực và một phiếu bỏ trống đều đồng thuận bản soạn thảo từ Đại sứ Anh nhằm giải quyết các mâu thuẫn quyền lợi giữa Sudan và Nam Sudan. Song song đó, con số binh sĩ cũng được giảm xuống từ 19.555 quân đội Liên hiệp châu Âu xuống còn 16.200 binh sĩ. Tình hình bạo động quân sự tại biên giới Sudan và Nam Sudan đã lắng dịu kể từ khi có sự hiện diện của quân đội Liên hiệp châu Phi tại khu vực giao tranh quân sự. Đại sứ Sudan tại Liên hiệp quốc ông Jaffa Ali Osman phàn nàn rằng Liên hiệp quốc chỉ nhắm vào quốc gia Sudan chứ không cảnh báo những quốc gia như Uganda hoặc Nam Sudan. Đây là một cung cách đối xử không công bằng, và đặc biệt, lực lượng khủng bố Kony đang hoành hành trong khu vực. Châu Âu và Hoa Kỳ phải sử dụng 5.000 binh sĩ trong lực lượng đặc biệt, được tuyển từ các quốc gia Uganda, South Sudan, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Trung Phi, trong chiến dịch truy quét triệt hạ lực lượng vũ trang Kony. Dân quân bộ tộc Yemen bị đánh bật khỏi bộ nội vụ, tin từ Sana'a. Giao chiến trong ngày hôm nay giữa quân đội chính phủ và dân quân bộ tộc trung thành với cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm bộ nội vụ đã làm ít nhất 8 người chết. Nhiều người đã bị thương trong trận chiến lớn chưa từng có kể từ ngày ông Saleh từ chức, chấm dứt sự cai trị trong 33 năm. Quân đội chính phủ đã làm chủ tình hình, một ký giả của Reuters cho biết. Ba chiếc xe tăng và quân nhân chính phủ đang canh gác cổng vào bộ nội vụ. Đám đông đã tập trung theo dõi tình hình sau trận chiến. Trong lúc tiếng súng còn đang từ xa vọng lại, trận chiến cho thấy sự bất ổn vẫn còn sau khi ông Saleh từ chức, trao quyền cho phó tổng thống cách đây 5 tháng. Vài chục dân quân bộ tộc đã chống cự lại quân đội sau khi chiếm bộ nội vụ trong 3 ngày, đòi hỏi bộ nội vụ cho họ gia nhập lực lượng cảnh sát. Những người bộ tộc nói họ đã được hứa hẹn trao cho công việc làm, hiện không biết những người bị chết là dân quân bộ tộc hay lực lượng chính phủ.
vụ chiếm cứ Bộ Nội vụ là một thách thức mới đối với Tổng thống Abrabu Mansour Hadi đang cố gắng tổ chức lại cơ cấu lực lượng an ninh. Truyền thống bộ tộc ở Yemen rất mạnh, hàng ngàn người trung thành với một lãnh tụ chính trị này hay một lãnh tụ khác về quyền lợi bộ tộc. Nhiều bộ tộc đã triệt để ủng hộ ông Saleh trong thời gian dân chúng đứng dậy biểu tình. Dân quân bộ tộc cũng là những người đã bắt cóc một nhân viên an ninh tòa đại sứ Ý trong ngày Chủ nhật. Một viên chức Yemen cho biết, tỉnh trưởng tỉnh Maraib đang điều đình để dân quân trả tự do cho người nhân viên tòa đại sứ Ý. Vừa rồi là phần tin buổi sáng của VOA TV. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài quảng cáo.